mình là Ramastic đến từ Space Speakers và mình đã có mặt tại quán karaoke Duyên Hải. Và hôm nay mình sẽ biểu diễn lần đầu tiên tại Nonstop Bar Quảng Trị Đông Hà. Và đây là một nơi mà không gian thật sự rất là ấn tượng, ánh sáng rất là đẹp và mọi người ở đây rất là vui, rất là náo nhiệt. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một đêm thật là tuyệt vời ở nơi này. Peace. Ca khúc dạo đầu như vậy đủ lâm lắm mọi người chưa ạ? Và ca khúc tiếp theo sẽ là ca khúc mà mọi người rất là chờ đợi ngày hôm nay, ca khúc Yêu Năm, phiên bản remix.